Đây là bài 4 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Tỉ sử khửa. Bài 4. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời vào. Chính chỉnh. Cảm ơn. Xie xie. Tiếng Trung khó không? Hải ủy nán mà. Không khó lắm. Bú thải nán. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ bận. Máng. Máng. Bận không? Máng mà. Máng mà. Bạn bận không? Nì máng mà. Nì máng mà. Chị bận không với ý rất tôn trọng. Nín máng mà. Nín máng mà. Bận quá. Hảo máng. Hảo máng. Không bận. Bù máng. Bù máng. Không bận lắm. Bú thải máng. Bú thải máng. Chào bạn, bạn bận không? Ni hào, ni máng ma? Ni hào, ni máng ma? Chào cô bận không với ý rất tôn trọng. Nín hảo, nín máng mà. Nín hảo, nín máng mà. Bây giờ là từ tôi, mình, vân vân. Ủa. Ủa. Mình bận quá. Ủa hảo máng. Ủa hào máng. Mình không bận. Ủa bù máng. Ủa bù máng. Mình không bận lắm. Ủa bú thải máng. Ủa bú thải máng. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ rất. Khẩn. Khẩn. Rất khó. Khẩn nán. Khẩn nán. Tiếng Trung rất khó. Hải ủy khẩn nán. Hải ủy khẩn nán. Rất cảm ơn. Khẩn xie xie. Khẩn xie xie. Rất cảm ơn bạn. Khẩn xie xie nǐ. Khẩn xie xie nǐ. Rất cảm ơn anh với nghĩa rất tôn trọng. Khẩn xie xie nín. Khẩn xie xie nín. Rất bận. Khẩn máng. Khẩn máng. Hãy nhắc lại tôi, mình, vân vân. Ủa. Ủa. Rất bận. Khẩn máng. Khẩn máng. Mình rất bận. Ủa khẩn máng. Ủa khẩn máng. Bạn rất bận à? Ní khẩn máng mà. Ní khẩn máng mà. Anh rất bận à với ý rất tôn trọng. Nín khẩn máng mà. Nín khẩn máng mà.
Bạn bận không? Nì máng mà. Nì máng mà. Chị bận không với ý rất tôn trọng. Nín máng mà. Nín máng mà. Tôi rất bận. Wǒ hěn máng. Wǒ hěn máng. Bây giờ là từ thì sao? Nơ. Nơ. Từ này là thanh nhẹ. Bạn thì sao? Nǐ nè. Nǐ nè. Cô thì sao với ý rất tôn trọng? Nǐ nè. Nǐ nè. Tiếng Trung thì sao? Hài yǔ nè. Hài yǔ nè. Tôi thì sao? Wǒ nè. Wǒ nè. Tôi rất bận, bạn thì sao? Wǒ hěn máng, nǐ nè. Wǒ hěn máng, nǐ nè. Bạn bận không? Nǐ máng ma? Nǐ máng ma? Mình không bận lắm. Wǒ bú tài máng. Wǒ bú tài máng. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.